thiệu với các bạn thì chị tên là Linh. Chị sẽ nói qua một chút về cái mục đích của buổi hôm nay, đúng không ạ? Trước đấy thì chị sẽ xin giới thiệu trên sân khấu của chúng ta bây giờ là đây là anh Khanh, là thầy giáo của cái lớp guitar vào tối thứ 6 hàng tuần ở Atlantic. Và đây là bạn Nam, là em anh Khanh ạ, đệ tử của anh Khanh, đúng không ạ? Và ngoài ra thì hôm nay chị có mời được câu lạc bộ KGC của trường Trung học phổ thông Kim Liên, đúng không ạ? Đây là các bạn vỗ tay ạ. Và các bạn của câu lạc bộ guitar đã học ở đây rồi. Và một số bạn là vừa mới đăng ký trở thành thành viên câu lạc bộ, thì rất là mong là sau ngày hôm nay thì tất cả các bạn sẽ ở lại với câu lạc bộ lâu dài, đúng không ạ? Chị xin nói qua một chút về câu lạc bộ guitar. Thì tại sao nó lại có buổi hôm nay và tại sao nó lại miễn phí? Các bạn biết thông tin là câu lạc bộ guitar của ở đây là miễn phí rồi, đúng không ạ? Các bạn sẽ sinh hoạt vào tối thứ 6 hàng tuần và được anh Khanh trực tiếp giảng dạy từ trình độ cơ bản nhất, chưa biết gì. Thế là chị xin nói qua là tại sao nó lại có cái câu lạc bộ guitar này ở một cái cơ sở kinh doanh, đúng không ạ? Thì cái này nó lại bắt nguồn từ từ chị tổng giám đốc bên chị. Chị ý là người rất thích âm nhạc, mặc dù chị không chơi nhạc cụ gì cả. Thì chị cho con thứ nhất của chị là đi học guitar, con thứ hai đi học piano. Thì chị quan niệm là nói chung là học nhạc ấy thì nó sẽ giúp rất nhiều cho những cái hoạt động khác. Thế nên là chị muốn là ngoài cái việc học ra, các bạn còn phát triển các cái kỹ năng khác nữa, chứ không phải là chỉ mỗi học văn toán Anh. Các bạn có đồng ý với cái đấy không ạ? Có, đúng không ạ? Thì thế nên là rất là vui là kiểu chị ý thì không có chuyên môn về học thuật, nhưng mà chị chuyên là đi nói thầy cô giáo là phải dẫn học sinh ra ngoài bảo tàng chơi đi, học ở đấy đi, hoặc là dẫn học sinh ra ngoài công viên đi, chứ đừng có ngồi đây để mà học làm gì. Thì đấy là cái quan niệm của chị Ngọc Lan là chủ tịch bên chị. Thế nên là cái câu lạc bộ này coi như là một hoạt động trong cái chuỗi cho đi mà không cần nhận lại của chị ý. Thì lấy lý do vì sao mà câu lạc bộ này miễn phí với tất cả các bạn. Các bạn có thể hôm nay các bạn tham gia này. Thì ngoài ra sau đấy là tối thứ 6 hàng tuần. Bây giờ hãy xin mời anh Giang và anh Khanh và bạn Nam. Lời đầu tiên xin giới thiệu là mình là em của thầy giáo Trần Khanh ở đây. Và hôm nay có được gọi đến góp vui cho tất cả các bạn học sinh đang có mặt tại đây. Và ca khúc mà mình muốn gửi tới tất cả các bạn là một ca khúc mang tựa đề Hà Nội của bố, được sáng tác bởi Tam ca BKL. Câu chuyện được bắt đầu, Hà Nội của bố hiện lên với bao nhiêu sắc màu. Cái nắng đầy hè oi ả, ngày ru của mẹ vang ra à ơi à ơi à ơi à ơi à à. Để bố kể chuyện về Tết xưa, bố bom hầm chú vẫn trải khắp tường nhựa. Tàu điện đều lem kem, đứa bé mất lem nhem trở về trên bến tàu đón thêm những đứa em xa nhà xa mẹ xa cha. Em đi sơ tán Tết chiến tranh, em được về Tết bên nồi bánh trưng trông coi cho tới sáng. Sao em vui ghê, bố em cứ tem phiếu xếp hàng trong đám đông, bởi bánh thịt và gạo mang về bếp than hồng. Bố kể vườn hồ gương người đồng bào đi công cộng, từng dòng người đạp xe mỗi ngày Tết ấm nồng. Cầu Long Biên là đẹp nhất giữa một khúc sông Hồng. Có niềm vui đến nơi hôm qua rất xa, có yêu thương chưa vơi trong những mái nhà. Có ngày xưa khó quen cha đã cơm tuổi thốn của phố Hà Nội trong những ngày tay đến ăn kỷ niệm của một thủa ngón khi đón một cơm ăn đánh quay sắn chuột bò bò. Khanh đâu mới dám giết trộm con gà, cứ để đấy tôi lo cho. Vì nhau ở cái tình tiền bạc thì chẳng là gì cả, vì thời tuổi này tem phiếu số lạ mới là thứ quý giá. Đặt kim cạch sang số khác thì số đỏ mọi lúc xếp hàng, nhưng mà điều hộ gia đình để số chung với nợ để tham gia. Hà Nội của bố là những ngày phượng hoàng phi đầy phố xá, yêu tốt còn là của lạ thì tôi đi mà giấc mơ của mọi nhà. Thành nhân Hà Nội là đồ mũ gối, đồ đồng cối đá, không còn đất tạm tính thuốc lạ chứ làm gì đã có vina. Hà Nội một thời vất vả, luôn mệt mỏi vất vả, nhưng chẳng ai muốn bị quần ngã, luôn phải sống để vượt qua. Xin con ra vội lớn trong yên mình, trong một mai con kể câu chuyện Hà Nội của riêng mình. Có niềm vui đến nơi hôm qua rất xa, có yêu thương chưa vơi trong những mái nhà. Có ngày xưa khó quên cha đã đi qua, có yêu thương cho con hôm nay từng Hà Nội của cha. Chưa vơi trong những mái nhà, có ngày xưa khó quên cha đã đi qua, có yêu thương cho con hôm nay từng Hà Nội của cha. Cảm ơn Nam và anh Khanh ạ. Bây giờ chắc là xin mời khách mời lên ạ. Và chào mọi người, mình đến từ câu lạc bộ KGC, đến từ Kim Liên ạ, trường cấp 3 Kim Liên ạ. Và đây là bạn Trương Ngọc Hà. Và sau đây bọn mình sẽ thể hiện một số ca khúc, mong mọi người cùng bài đầu tiên của em muốn gửi đến là bài Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa. Chút nhớ anh ấy, một chút mơ chưa đầy, một chút thương anh mà xa như khói mây, một chút ít hơi ấm, một chút hương âm thầm, một chút thương anh nằm sâu như sóng ngầm, một chút yêu anh hay, một chút mơ góp lại, một chút yêu thôi mà buồn mỗi sớm mai, một chút gió thành bão giông, một chút mưa đầy biển rộng, một chút yêu thôi mà đau đến cháy lòng. Yêu là như thế, dù là sai thế nào vẫn cứ yêu thôi, và yêu đến khi tàn hơi. ký ức anh khi ấy, lần đầu gặp gỡ làm tim nhớ nhung, rồi từng ngày trôi qua trong thâm tâm bỗng chốc nhận ra ấm áp tràn về mỗi lúc khi em đến. Của anh lũ bay mờ dần rồi biến mất, nỗi đau lần khi anh thấy em cười, nhiều lần nước mắt rơi xuống ướt nhòa, dằn lòng mạnh mẽ đi kế bên và luôn nói đừng buồn một người Xin mời khách mời về nghỉ ngơi một chút, tí nữa lại lên mấy bài nữa nhá. Thực ra là mình không hát hay, mình sẽ lên Trương Ngọc Hà. The club isn't the best place to find lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking faster than we talk slow. Come over and trust me, conversation with just me, and trust me, I gave it a chance. Now I take my hands, stop, we've been the man and the jukebox, and then we start to dance. Now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I'm a bit crazy, don't mind me, say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you, but you're truly magnetic. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Hát tiếp lời 2 chứ không thuộc lời 2. Faster than we talk slow. I'm doing okay. They've been me in the taxi, been in the backseat, and I'm pretty okay. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now. I'm in love with the shape of you. We push and pull and man at you. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Ooh, 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 ooh. I'm in love with your body. Ooh, 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 ooh. I'm in love with your body. Covering something brand new. I'm in love with the shape of you. Ôi nghe giống dốc. Thế thôi rồi đấy. Màn kết hợp rất ngẫu hứng luôn ạ, mà rất hay. Hoan hô đi các bạn.